Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh dạy lái ô tô của chúng tôi Ở video lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn Về mẹo chọn đáp án Khi câu hỏi có từ khái niệm. Ở video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục một mẹo nữa Đó là về Các câu hỏi liên quan đến động cơ ô tô Thì các bạn sẽ chọn đáp án một khi các bạn đọc câu hỏi có thấy là nguyên nhân động cơ diesel không nổ hoặc là động cơ hai kỳ. Thứ ba là công dụng của hệ thống truyền lực của ô tô. Thứ tư là công dụng của hệ thống phanh. Thứ năm là công dụng của động cơ ô tô. Thứ sáu là yêu cầu của kính chắn gió. Thứ bảy là yêu cầu an toàn kỹ thuật đối với dây đai Ý, an toàn thứ 8 là âm lượng còi. Khi các bạn đã nhìn thấy những câu hỏi liên quan tới những từ trên thì các bạn chọn vườn đáp án 31. Các bạn sẽ chọn đáp án 1 và 2 nếu câu hỏi có câu là mục đích của bảo vệ thường xuyên. hai là xe ô tô tham gia giao thông phải đảm bảo các quy định về chất lượng. Thứ ba là xe ô tô tham gia giao thông phải có đủ các loại đèn gì thứ tư là an toàn kỹ thuật bánh xe lắp cho ô tô thứ sáu là an toàn kỹ thuật đối với gạt nước các bạn sẽ gặp những cái câu hỏi liên quan tới nội dung mà mình vừa đọc ấy thì đó, các bạn sẽ chọn đáp án 1 và 2 có các bạn sẽ chọn đáp án 2 đối với các câu hỏi có động cơ bốn kỳ hai là công dụng của ly hợp thứ ba là liên hạn sử dụng của ô tô trở trên 9 người đấy khi các bạn gặp câu hỏi mà có liên quan tới ba ba nội dung này thì các bạn chọn đáp án 2 các bạn chọn đáp án ba nếu nếu câu hỏi có có công dụng của hộp số ô tô hoặc là công dụng của hệ thống thống lái và thứ ba và cuối cùng là liên hạn sử dụng của ô tô tải thì các bạn chọn đáp án 3 các bạn lưu ý cho mình là khi đọc câu hỏi có liên quan tới những nội dung mình vừa đọc trên thì các bạn chọn đáp án đúng theo những những cái câu hỏi mà mình vừa đọc. Chúc các bạn thành công.